Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với bản tin công nghệ ngày 27 tháng 5 của Điện thoại Vui TV. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những tin tức công nghệ hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây thì Realme đã cho ra mắt chiếc Realme X3 với nhiều tính năng cao cấp cả về mặt cấu hình lẫn trải nghiệm. Máy sẽ sở hữu màn hình đục lỗ với cụm camera selfie kép được đặt phía góc trên bên trái màn hình. Mặt lưng máy sẽ được phủ kính cong 3D giúp chống lóa và bám dấu vân tay tốt hơn. Về mặt thông số kỹ thuật thì máy sẽ không được trang bị con chip mới nhất của năm nay, mà lại sử dụng Snapdragon 855 Plus kết hợp cùng dung lượng RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong là 256GB chuẩn UFS 3.0. Điểm nổi bật vẫn sẽ nằm ở màn hình của máy khi máy kích thước màn hình là 6.6 inch, độ phân giải Full HD Plus với tần số quét màn hình lên đến 120Hz. Màn hình được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 5 mới nhất. Máy sẽ sở hữu 4 camera sau với điểm nhấn là cụm camera selfie chính 64MP, cho phép zoom kỹ thuật số lên đến 60x và zoom quang 5x. Ngoài ra, máy sẽ có thêm một camera góc rộng 8MP, một camera tele 8MP và một camera macro 2MP. Realme X3 Super Zoom còn được tích hợp hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng để giữ cho điện thoại không bị quá nóng khi chơi game. Máy có cảm biến vân tay ở cạnh bên, hỗ trợ hai SIM, Hi-Res Audio, Dolby Atmos và còn được cài hệ điều hành Android 10 với giao diện Realme UI và được cài sẵn hệ điều hành Android 10 với giao diện Realme UI khi bán ra. Theo dự kiến thì máy sẽ được bán ra tại châu Âu vào ngày 2 tháng 6 tới với mức giá là 13 triệu đồng. Mới đây thì hai ông lớn công nghệ Google và Microsoft đã bị nhiều người tố rằng họ đang tiếp tay cho các công ty giám sát của Trung Quốc. Theo báo cáo của Top 10 VPN, trang web chuyên đánh giá các mạng riêng cũng như các vấn đề bảo mật, hàng loạt công ty công nghệ Mỹ vẫn đang tiếp tục cung cấp dịch vụ web thiết yếu cho những công ty vốn bị xếp vào danh sách cấm ở Mỹ. Simon McLaniel, người đứng đầu Top 10 VPN nói rằng, thông qua việc cung cấp dịch vụ thì các hãng công nghệ Mỹ đóng góp một phần trong việc thúc đẩy những sản phẩm giám sát có nguy cơ xâm phạm và làm suy yếu nhân quyền trên thế giới. Từ tháng 10 năm 2019, Bộ Thương mại Mỹ đưa ra 28 cơ quan và công ty Trung Quốc vào danh sách thực thể với cáo buộc vi phạm nhân quyền và ngược đãi người thiểu số ở Tân Cương. Trong số này có nhà sản xuất thiết bị giám sát video lớn nhất thế giới Hikvision, công ty trí tuệ nhân tạo McAfee Technology và SenseTime. Những công ty nằm trong danh sách cấm bị hạn chế mua hàng ở Mỹ cũng như một số mặt hàng được sản xuất ở nước ngoài nhưng sử dụng công nghệ Mỹ. Theo Top 10 VPN thì Amazon và Google hiện cung cấp dịch vụ web cho Yahoo Technology và Hikvision, trong khi Microsoft hỗ trợ SenseTime và McAfee. Twitter và Facebook cũng được nhắc đến tên trong việc cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung cho Hikvision. Mới đây có nhiều người dùng đã phản ánh với YouTube vì những video gợi ý có những từ khóa liên quan đến các chất kích thích không hay. Cụ thể thì một video đã được đăng tải lên YouTube Việt Nam và nói về những tựa game nên chơi sau khi hút cần sa. Và trong video, nhân vật này cũng đề cập rất nhiều đến cảm giác sử dụng chất kích thích này. Dù chỉ mới đăng tải được 3 ngày, tuy nhiên video này đã nhận được gần 100.000 lượt xem. Điểm đặc biệt ở đây, nếu những video thế này ngày càng được làm nhiều thì người xem chính của video trên là các đối tượng trẻ vị thành niên thì hậu quả sẽ khôn lường thế nào? Theo một đạo diễn phim truyền hình chia sẻ, nội dung video trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người xem nhỏ tuổi, thay vì cảnh báo lại khuyến khích sử dụng cần sa khi chơi game. Việc này sẽ gây tò mò cho đối tượng người xem chưa đủ tuổi vị thành niên, đồng thời video trên không được gắn giới hạn tuổi và nội dung về game lại hướng tới nhóm tuổi chưa đủ khả năng nhận thức này. Ngoài ra thì còn một vị phụ huynh khác cũng cảm thấy rất khó chịu khi con mình xem một video hướng dẫn sử dụng chất kích thích ma túy. Khi nhận được những phản hồi trên thì YouTube đã tiến hành khóa lại những kênh YouTube tuyên truyền nội dung cấm như vậy. Từ trước đến nay, không phải đây là lần đầu tiên có người làm video về những nội dung như vậy. Tuy nhiên, với việc YouTube ngày càng trở nên phổ biến như hiện nay thì việc những nội dung như trên sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Theo một báo cáo mới nhất thì thế hệ Galaxy S20 có doanh số sụt giảm 32% so với Galaxy S10 của năm ngoái. Về doanh số thì Galaxy A51 là smartphone thành công thứ hai trên thị trường toàn cầu trong quý 1, xếp sau iPhone 11. Samsung đã bán ra được 6,8 triệu chiếc Galaxy A51. Trong khi đó, doanh số của Galaxy A10s là 3,9 triệu chiếc. Galaxy S20 Plus là mẫu smartphone bán ra nhiều thứ 9 trong bảng xếp hạng quý 1, xếp sau cả Galaxy A51 và Galaxy A10s. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng Galaxy A51 và Galaxy A10s được bán ra trong suốt quý 1, trong khi Galaxy S20 Series chỉ xuất hiện trên thị trường từ tháng 3. Một lần nữa thì chúng ta càng thấy nhu cầu mua Galaxy S20 Series thấp hơn so với Galaxy S10 năm ngoái, mà một phần nguyên nhân ảnh hưởng từ dịch Covid-19. May mắn cho Samsung và loại smartphone flagship mới nhất của họ là Galaxy S20 Plus 5G đã trở thành chiếc smartphone 5G số 1 trên thị trường trong quý 1 vừa qua. Theo sát thiết bị này là Huawei Mate 30 5G và Mate 30 Pro 5G ở vị trí thứ 2 và thứ 3 tương ứng. Sau một thời gian vắng bóng trên thị trường thì sắp tới đây có lẽ HTC sẽ quay lại với một chiếc smartphone 5G của hãng.
Cụ thể, theo MyDriver thì HTC sẽ sớm ra mắt một chiếc smartphone cao cấp hỗ trợ kết nối 5G của hãng tại thị trường Đài Loan vào mùa hè này. Tuy nhiên, có báo cáo cho rằng thì chiếc smartphone này sẽ chỉ được bán ra tại thị trường nội địa Trung Quốc thay vì là một phiên bản quốc tế. Là một chiếc flagship, chiếc smartphone mới của HTC sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 865 cao cấp nhất, trong khi các thông số kỹ thuật khác vẫn chưa được tiết lộ. Thiết kế của chiếc smartphone cũng vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, chúng ta khó có thể kỳ vọng rằng HTC sẽ khiến tất cả bất ngờ với một thiết kế hoàn toàn mới và đột phá. Ngoài ra thì HTC cũng có thể ra mắt thêm một chiếc smartphone tầm trung nữa, hỗ trợ mạng 4G, trang bị bộ vi xử lý thuộc dòng Snapdragon 600 series, kèm theo đó là có thiết kế truyền thống của dòng HTC Design trước đây. Ở thời điểm hiện tại thì các mẫu smartphone của HTC gần như đã biến mất hoàn toàn trên thị trường smartphone cả ở nội địa lẫn quốc tế. Chiếc smartphone ra mắt gần đây nhất của HTC là một chiếc smartphone chuyên về tiền mã hóa và nó cũng không hề phổ biến và không phải dành cho người dùng bình thường. Và trên đây là những tin tức công nghệ hot nhất có trong ngày. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Điện thoại Vui TV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.